Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch và đầu tư 31 tháng 12 năm 1945, 31 tháng 12 năm 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được tái lập ngày 7 tháng 1 năm 1997. Sở có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Sau 23 năm tái lập và nỗ lực phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu giúp tỉnh Hưng Yên chọn cho mình một hướng đi phù hợp, phát huy lợi thế tiềm năng, tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chú trọng quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển các khu cụm công nghiệp, tăng cường cải cách hành chính, xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Từ năm 2017, Hưng Yên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách trung ương. Thu ngân sách năm 2020 đạt 15.500 tỷ đồng, tăng 150 lần so với khi tái lập. Năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 79 triệu đồng, tăng gấp 31 lần khi tái lập. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 12.100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng Sở Kế hoạch và Đầu tư bức chướng với dòng chữ: Ngành Kế hoạch và Đầu tư 75 năm truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của ngành vào sự phát triển chung của tỉnh trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô thế giới còn diễn biến khó lường, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh còn nhiều khó khăn thách thức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư cần tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đổi mới, khẩn trương thực hiện chất lượng hiệu quả công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tạo dấu ấn cho Hưng Yên thực sự trở thành điểm đến của các nhà đầu tư lớn và Hưng Yên thực sự hưng thịnh và phát triển bền vững. Sở Kế hoạch Đầu tư cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu tỉnh về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo bước đột phá, dấu ấn nhiệm kỳ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư công, tham mưu tỉnh giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, tham mưu Tỉnh ủy, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, cần tiếp tục tăng cường đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, trong đó cần chú trọng đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, tạo ra sân chơi ngày càng minh bạch, hiệu quả vốn đầu tư công ngày càng nâng cao, phát huy nội lực của địa phương nên lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, có kinh nghiệm thực hiện các dự án khu cụm công nghiệp để tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại tỉnh, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý ngành kế hoạch và đầu tư cần khẩn trương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp trên địa bàn hấp thụ hiệu quả sự trợ giúp của nhà nước, tối ưu hóa các nguồn lực của địa phương, tạo mối liên kết phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả khát vọng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.